Chào các bạn tin nhanh 247. Đấu đầu xe máy bán chạy Việt Nam, Honda Way RSX Fi ra mẫu mới, mức giá không đổi. Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường phiên bản mới của mẫu xe số Honda Way 110 RSX Fi. Không lâu sau khi Yamaha giới thiệu Sirius E mới màu mới. Từ ngày 7 tháng 1 2007, Honda Việt Nam chính thức ra mắt phiên bản mới của chiếc Way 110 RSX Fi mới với tem xe được thiết kế lại cùng với sự pha trộn tông màu mới. Phiên bản mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt trong một khúc xe số hồng của thị trường Việt Nam. Cụ thể, tem xe mới được tạo cái nền kẻ xéo sắc cạnh cái màu đen xám, phong cách mới với những gam màu tươi sáng kết hợp trên thân xe đơn sắc, làm cho chiếc Way 110 RSX Fi trở nên hút hơn. Nổi bật trên tem mới là cái logo RSX tạo hình 3D. Bên cạnh đó, việc sử dụng phong cách graffiti cho logo càng khiến mẫu xe này hầm hố và tăng thêm hiệu ứng về thị giác. Không thay đổi cái màu sắc cơ bản cho tổng thể chiếc xe, nhưng vẫn đảm bảo những nét riêng biệt khi trên phiên bản mới, một nhiệm vụ có tính thử thách cao. Do đó, các nhà thiết kế đã vận dụng nghệ thuật phối điều chỉnh tông màu sắc, đồng thời cái điểm nhấn phụ để tạo ra cái tổng thể một mẫu xe vừa thiết kế phong cách khỏe khoắn, thể thao, đặc trưng của cái dòng Honda Way 110 RSX Fi mà vẫn gây được cái trí tò mò. Hiện chưa rõ cái điểm nhấn này là chi tiết chống bùng trước với sự chuyển đổi màu sắc tương thức với cái phong cách tông màu yếm xe. Điểm nhấn này được hứa hẹn sẽ tạo nên một phong cách hút cho người sở hữu. Và chiếc xe này có mẫu mới được giới thiệu ra thị trường từ ngày 7 tháng 1 2007 thông qua các cửa hàng bán xe do dịch vụ Honda ủy nhiệm hết trên toàn quốc. Và sau đây là bảng giá chiếc Way 110 RSX Fi 2007. Phiên bản phanh cơ và đèn hoa với những màu xanh, xám đen, đỏ, trắng, mức giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm thuế VAT 21.500.000 đồng. Phiên bản phanh đĩa và đèn hoa những màu xanh, xám đen, đỏ, trắng, mức giá bán lẻ đề xuất bao gồm thuế VAT 22.500.000 đồng. Phiên bản phanh đĩa và đốt những màu xám, xám đen, đỏ, trắng, mức giá bán lẻ đề xuất bao gồm VAT, mức giá gồm là 24.500.000 đồng. Cảm ơn bạn đã dẫn mẹ kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.